anh đem cơm cho em ăn hả? Em đói bụng quá à. Em với anh ăn chung nha. Mày đói bụng lắm hả? Mày đói bụng mày không chờ tao đem cơm lên mày ăn. Mày đi ăn nhân viên. Em mày cấm sừng tao hả? Sao anh quá đáng vậy? Anh có biết là tôi ngồi đây, tôi đợi anh từ hôm qua tới bây giờ, tôi còn chưa được ngủ nữa. Mà bây giờ anh về đây, anh đưa tôi cái tờ giấy ly hôn này hả? Sao anh tàn nhẫn với tôi vậy? Anh Khoa! Anh Khoa! Anh bình tĩnh lại đi. Em thật sự á, thằng Bảo nó chỉ là trợ lý của em thôi. Em với nó không có gì hết trơn, anh đừng có nghĩ vậy mà. Em không muốn ký được ly hôn này đâu. Em không có muốn ly hôn đâu mà. Đi! Đất dậy! Tao nói cho mày biết, dù gì tao cũng là sếp của mày. Là tao có chồng rồi. Mấy tháng nay mày bày ra mấy cái kế hoạch đó để người khác hiểu lầm tao, gia đình của em tao tan nát rồi đó. Thì anh với em dễ xử hơn. Nè, bỏ chồng đi, đi theo anh. Nè thằng kia, buông nó coi. Nè thằng kia, tại mày mà gia đình chị Trang tan nát. Nè, tiền nè anh trai, làm tốt lắm. Cuối cùng thì gia đình của con nhỏ nó cũng tan nát. Bày đặt trước mặt thì chị em, còn sau lưng hả, thì nó nói xấu tao với công ty, để cho công ty phạt nặng tao hả? Thì ra các người thông đồng với nhau để phá hại danh dự của vợ tôi hả? Nè, buông ra coi, buông ra. Ông có đi đâu hết á? Em đi đâu đó? Thì anh không tin em. Em đi cho anh vừa lòng. Đơn ly hôn thì em cũng có ký rồi đó. Em để trên phòng. Bây giờ anh có nghĩ em là người xấu xa cũng được, anh nghĩ em ngoại tình cũng được, anh nghĩ em có gì cũng được hết á. Em không quan tâm nữa đâu. Em mệt rồi. Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh nha. Quỷ thiệt luôn, chuyện gì cũng nghĩ ra. Trời ơi, có gì đâu. Thì tại á, em thương chồng, nhưng mà em thích anh. Thì cho anh thích cái được. Ủa, anh Khoa, sao anh ở đây vậy? Nói đi, chối đi. Cậu chối nghĩ đâu. Là cứng hỏng rồi chứ gì. Thôi em diễn màn kịch này cho anh xem. Là vì chị Trang biết là hôm nay anh có hẹn ở đây á. Anh không tin hả? Anh đợi xíu. Nè, em cho anh coi nè. Trong điện thoại của em còn giữ đoạn tin nhắn em nói chuyện với chị Trang nè. Là chị thuê em. Em không có biết, em không có hãm hại chị. Em thương bồ, em cũng thương chồng. Em thương chồng mà sau lưng anh em đi ngủ với thằng khác. Rồi em đem cái thanh xá ô quế này về em chung đụng với anh hả? Mẹ, gớm lắm.